Ta-da, đây là bộ Sans Reader dành cho các bạn trẻ em, kiểu là các bạn cấp 1 hoặc là các bạn dưới 6. Thì với cái bộ truyện này á, mẹ có thể đọc được để dạy con này, con cũng có thể đọc theo được này, bởi vì là cô Tuyến đại diện rất là chậm. Và quan trọng nhất là trong bộ này cô Tuyến sẽ phân tích kỹ thuật âm và mẹ học một cái là hiểu luôn. Nếu như mà con phát âm sai ấy, mình sẽ chỉnh cho con một cái là được ngay, vì các bạn bé học phát âm rất là chuẩn. Để học tiếng Anh tiết kiệm thời gian và hiệu quả, việc quan trọng nhất đầu tiên khi các bạn cho các con học đấy chính là phải chuẩn âm tại từng từ từng câu mà các con được học. Độ tuổi ở đây các bạn nhìn thấy là ages from 3 to 7. Rồi chúng ta sẽ học cái bài ngày hôm nay ha. Mình sẽ chọn một cái gì đó. The kitten, ok. Cái này dễ nhá. The kitten. Well, the kitten is not really easy. The frogs. Beavers. Okay, beautiful butterfly. And now, some beautiful butterflies. Hello, whale. Okay, this one is the easiest. Cái này thì dễ nhất này. Quyển này bắt đầu nhá. Hello whale. Hello whale. Âm L với cong lưỡi, E đến cuối cùng bị câm. Hello whale. 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 Hello whale tail. Để học về các kỹ thuật âm trên các bài giảng miễn phí, các bạn truy cập website englishmom.com, mục luyện phát âm. Ngoài ra thì có toàn bộ sách, toàn bộ bộ pha của cấp 1 cũng như là giáo trình tiếng Anh cấp 2, cấp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đội ngũ của mình up toàn bộ lên website englishmom.com. Bye!